kinh văn. Khẩu trung hảo ngôn, tha phương bảo tạng, thập phương thánh hiền, tiềm nặc chi xứ, tùy kỳ hậu giả, vãng vãng kiến hữu, kỳ dị chi nhân. Việt dịch. Nó ưa nói về kho báu ở nơi xa lạ hoặc nơi ẩn cư của các bậc thánh hiền. Những người đi theo nó thường thấy những nhân vật kỳ lạ. Giảng, nó ưa nói về kho báu ở nơi xứ lạ. Nó thích nói về những chuyện gì nó nói. Ở nơi đó, nơi kia có vàng bạc và những loại châu báu, ông có muốn lấy không? Nó tung lời đồn đãi như vậy để mê hoặc mọi người, hoặc nó thích nói nơi ẩn cư của mười phương các vị thánh hiền. Nó nói với mọi người có chư Phật và Bồ Tát đang tu hành ở nơi ấy mà ông hoàn toàn không biết được. Những người đi theo nó thường thấy những nhân vật kỳ lạ, nó có thể làm phát ra ánh sáng hoặc hiển bày những đặc điểm rất kỳ lạ. Kinh văn. Thử danh sơn lâm, thổ địa thành hoàng, xuyên nhạc quỷ thần, niên lão thành ma, hoặc hữu tuyên dâm, phá Phật giới luật, giữ thừa sự giả, tiềm hành ngũ dục, hoặc hữu tinh tiến, thuần thực thảo mộc, vô định hành sự, não loạn bỉ nhân, yếm túc tâm sanh, cứ bỉ nhân thể, đệ tử giữ sư, đa hãm vương nạn. Việt dịch. Đây gọi là một loại ma hoặc thần núi rừng, thổ địa thành hoàng, sông núi, tuổi già thành quỷ. Người bị ma gá vào, tán thành việc dâm dục, phá hủy giới luật Phật chế, nó lén lút hành dâm với đệ tử, hoặc nó lại tinh tấn ăn toàn thảo mộc, hành xử thất thường, quấy rối người tu hành. Đến khi chán rồi, không gá vào người nữa, cả đệ tử và thầy đều rơi vào lưới pháp luật. Giảng, đây là loại sinh vật gì? Đây là một loại ma hoặc thần núi rừng, thổ địa thành hoàng, sông núi, tuổi già sau một thời gian dài thành quỷ, người bị ma gá, tán thành việc dâm dục, phá hủy giới luật Phật chế, niệm tưởng dâm dục khiến nó phá hủy giới luật, nó lén lút hành dâm với đệ tử. Những người cùng thích năm thứ dục lạc, tài sắc danh thực thùy. Hoặc nó lại tinh tấn ăn toàn thảo mộc, hành xử thất thường, nó không ngồi thiền hay công phu tu tập gì cả, nó chỉ theo lối tu khổ hạnh vô ích thôi. Quấy rối người tu hành khiến cho họ không thể tu đạo được nữa, nhưng sau một thời gian khi chán rồi, nó không gá vào người nữa, cả thầy và trò đều rơi vào lưới pháp luật. Kinh văn. Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi, mê hoặc bất tri, đọa vô gián ngục. Việt dịch. Các ông nên biết rõ trước việc này để khỏi rơi vào vòng luân hồi. Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Giảng. Các ông nên biết rõ việc này để khỏi rơi vào luân hồi. Tỉnh giác sớm trước tình trạng này để khỏi rơi vào bẫy của ma, đừng rơi vào lưới luân hồi sinh tử của ma răng ra. Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián.